Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Gần đây thì mình có ra một video nói về cuốn Nhà hàng không bao giờ nói không, thì có review ở đây nha. Nếu các bạn có nhu cầu thì bấm vào đây xem. Sau thì cũng là một video về chủ đề nhà hàng nữa, đó là quyển Bổ được cà chua, mở được tiệm cơm, bật được nắp chai, mở được quán nhỏ. Cái tên của nó cũng lạ nữa đúng không? Một cái tên rất là gây tò mò, tại vì lúc mà mình đang tìm sách về cái ngành mở nhà hàng á, tự nhiên xong mình thấy recommend cuốn này, đó là bổ được cà chua mở được tiệm cơm, bổ cà chua xong rồi mở được tiệm cơm, bật được nắp chai mở được quán nhỏ. Không, nhưng mà cái nắp chai quán nhỏ này thì đúng này, đầu tiên là mở được quán nhỏ thì các bạn phải biết bật cái nắp chai bia đã, còn không thì làm sao đúng không? Cơ bản á, cái cuốn sách này được viết bởi một tác giả Nhật Bản. Các bạn cũng có thể thấy là cái phong cách, cái decor của cái bìa nó mang một cái hơi hướng rất là Japan, một cái hơi hướng rất là Nhật. Đây nó sẽ có một cái phần tóm gọn về sách là một chuyên mục ăn khách của tạp chí cuốn sách Bổ được cà chua mở được tiệm cơm, bật được nắp chai mở được quán nhậu, giới thiệu các phương thức quản lý một quán ăn mà bất cứ ai cũng có thể làm theo. Lời khuyên của Uno giúp người đọc có được các chiến lược liên quan với thực đơn và quản lý vận hành quán nhỏ, đặc biệt nhấn mạnh là quán nhỏ nha. Với lối hành văn gần gũi và dễ hiểu, Uno tóm tắt tất cả các bí quyết để giúp ông thành công trong cuộc cạnh tranh với những chuỗi nhà hàng lớn. Cuốn sách này thật sự sẽ giúp bạn thành công trong ngành dịch vụ ẩm thực. Cuốn sách này sẽ dành cho những bạn mà mình kiểu mới khởi nghiệp với một số vốn nhỏ và mình muốn mở một quán ăn quy mô như kiểu là gia đình, quán ăn nhỏ tầm mình nghĩ là 10 bàn, 20 bàn thì sẽ được gọi là nhỏ. Thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Giá của nó là 92.000. Nhưng mà khi các bạn mua ở trên Tiki nè, Lazada và cả Shopee nữa thì có thể được cái mức giá rẻ hơn như vậy rất là nhiều. Mình sẽ nói sơ qua một chút về tác giả. Thì tác giả là Uno Takashi, là một người điều hành chủ nhà hàng quán rượu rất được yêu thích, đồng thời được mệnh danh là vị thần của quán rượu. Cơ bản là tại mình không có ở bên Nhật nên là mình cũng không có rành về tác giả này. Nhưng mà tới lúc mà mình đọc sách của ông á thì mình cảm thấy là đúng, hợp lý. Tại vì chính mình cũng đang bưng cháo ở trong một quán cháo nữa. Ông cũng được biết đến với việc đào tạo cho các nhân viên của mình những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực quản lý dịch vụ ẩm thực ngay tại chỗ. Rất nhiều người đã ra ngoài mở quán ăn riêng và thành công nhờ sự đào tạo của ông. Thì theo những gì mình đọc được trong này, đã hơn 50 nhân viên của quán ông ra và mở quán riêng, và đặc biệt là đa số đều thành công nha. Có một phần rất là ngắn gọn ở đây mà mình sẽ đọc sơ sơ để mọi người có thể tưởng tượng ra được cái nội dung chính của quyển sách này. Đó là chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút, bạn có thể làm chủ một quán ăn đông khách. Người ta vẫn hay nói rằng hãy đặt mình ở vị trí khách hàng để suy nghĩ. Câu nói đó sẽ càng khó hiểu hơn nếu bạn cứ đặt mình vào vị trí của khách hàng. Không phải khách hàng mà là chính bản thân mình mới đúng. Và bạn suy nghĩ xem quán sẽ như thế nào thì mình cảm thấy vui vẻ. Nghĩ được như vậy, tất yếu bạn sẽ trở thành chủ của một quán đông khách. Vốn dĩ thì không có gì là đúng sai một cách chắc chắn 100%, cả mọi thứ nó chỉ là tương đối thôi. Và đối với mình thì đây là một câu nói hợp lý. Ví dụ như mình đi ăn cháo thì mình sẽ muốn được đối đãi như thế nào, thực đơn thì mình sẽ muốn như thế nào, hoặc là cái cách phục vụ như thế nào, thì chính mình sẽ làm những cái điều đó với khách của mình. Hoặc là mình không muốn bị đối xử như thế nào thì mình sẽ tránh những cái đó ra khi mà phục vụ khách của mình. Sau khi đọc cái cuốn sách này thì mình đã rút ra được một vài điều khá hay ho và mình muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những bạn có hứng thú với ngành nhà hàng, những bạn có ý định mở một cái quán nhỏ. Thường thường thì mình sẽ thích là từ nhỏ đến lớn, tích tiểu thành đại. Mình thành công ở một cái quán nhỏ rồi thì cái vấn đề nhân rộng, mở rộng nó lên, mà các bạn đã có một cái nền tảng rồi thì dù sao nó cũng sẽ dễ dàng hơn, thuyền to gió lớn. Nên là nếu như các bạn mở quán càng lớn thì nhiều cái nhân tố nó tác động tới mà mình sẽ không có tưởng tượng được đâu. Đối với mình, mặc dù cái quán cháo hiện tại của mình nó cực kỳ nhỏ, quy mô nó chỉ có 9 bàn, không được 10 bàn luôn, 9 bàn, nhưng mà cũng đã rất là chật vật rồi á. Nên là khi mình đọc cái cuốn sách này mình kiểu trời ơi, đồng cảm quá, cảm thông quá. Đúng 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 đúng, cái cuốn sách này hợp lý này, đúng đúng đúng, nó là vậy đó, hiện trạng nó là như vậy đó. Đầu tiên thì cuốn sách này nó sẽ nói về vấn đề tôi và nhân viên sẽ được đào tạo từ quán. Với cái chủ trương của quán đó là nhân viên đào tạo từ quán sau này có thể ra ngoài làm riêng và mở một quán riêng được, không phải là giấu giếm bí quyết cho một mình là sẽ không chia sẻ cho ai đồ này kia, để mày làm trong này thì mày sẽ làm được, còn ra ngoài thì sẽ làm không được. Thì không phải, đối với mục tiêu của quán đó là đào tạo những cái nhân viên có thể ra ngoài làm được. Trước đây khi mà mình đi thực tập thì mình có thực tập tại một văn phòng luật sư. Xong ở đó chủ của văn phòng luật sư đó nói là mục đích của anh đó là đào tạo ra người mà sau này có thể đi làm chỗ khác được. Nếu như các em đi làm chỗ khác được và họ là u chứ đây em làm ở chỗ nào, thì bảo là em làm ở công ty đó,
nó rất là hãnh diện và nó là một cái sự thành công của anh, chứ không phải là khi anh đào tạo người ra rồi tụi em quyết định là không hợp tác với công ty nữa, tụi em đi công ty khác. Xong rồi ở công ty khác thì em không làm được gì hết, người ta sợ là ủa tại sao cái công ty đó không đào tạo gì cho các em hết. Thì như vậy nó là một cái sự thất bại của anh ấy, và mình cực kỳ là nể cái giám đốc của cái công ty luật đó tới bây giờ. Tại vì lúc mà mình mới xuống Sài Gòn á thì chân ướt chân ráo và mình nghĩ là mọi người sẽ phải giấu giếm bí kíp này kia, nhưng mà không, thực tế thì giám đốc đã chạy cho mình rất là nhiều, mặc dù đó là công ty luật chứ không phải quán ăn, nhưng mà mình cũng rất là nể những cái người chủ mà có tư tưởng như vậy luôn á. Thì tác giả có nói một câu như thế này: con người sẽ trở nên vô dụng hơn nếu như cả đời chỉ làm thuê, ngày nào cũng đi làm và mang bộ mặt chán nản. Ở đây không phải là phản bác cái việc mà các bạn nên làm thuê hay là đi làm thuê hay gì đó, mà là đi làm với bộ mặt chán nản, có nghĩa là các bạn làm cái công việc đó chỉ vì tiền này, chỉ vì những cái mưu cầu cuộc sống cơ bản, và các bạn cảm thấy là không có đam mê, không yêu thích cái công việc đó, thì nó rất là buồn chán và tẻ nhạt. Nó như là một cái nhiệm vụ, một cái nghĩa vụ mà các bạn phải hoàn thành, và nó sẽ khiến cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên bức bối và mệt mỏi hơn. Tác giả có nhấn mạnh rằng nếu quy mô công ty càng lớn, cả đời tôi sẽ chỉ làm công việc quản lý công ty. Nên là tác giả quyết định là sẽ đi vào con đường ẩm thực đó và tận hưởng cuộc sống này. Là tác giả dồn hết tâm huyết của mình vô một cái quán ăn nhỏ đó, từ menu này kia, tìm cách giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Nếu như mà một cái quán lớn á, thì khi quán nhỏ các bạn đã thành công, các bạn có thể mở rộng quy mô ra nhiều tiền hơn, lợi tức nhiều hơn này kia. Thì nhưng mà các bạn cũng sẽ phải đối mặt với nhiều cái vấn đề hơn, ví dụ như nhân viên quản lý hàng hóa rất là nhiều, và các bạn sẽ không có thời gian để giao tiếp nhiều hơn với khách hàng của mình nữa. Và cơ bản là nhiều khi mình sẽ quá bận rộn, mình không có thời gian dành riêng cho bản thân mình. Khi các bạn đã đam mê một cái ngành nào đó, các bạn quyết định đi làm thuê ở trong cái lĩnh vực đó để các bạn có thể có kinh nghiệm để mở rộng cho mình, mở riêng cho mình một cái chi nhánh để tự làm chủ cuộc đời của mình đó. Thì đó là điều mà tác giả khuyên, chứ không phải là các bạn không nên đi làm thuê, mà là nên làm có kinh nghiệm, đặc biệt là những cái ngành mà mình đam mê, mình cảm thấy là nó có thể, cái đam mê đó có thể nuôi sống được mình và mình thích thú với nó, sau này mình có thể làm chủ được nó, thì các bạn nên đầu tư vào cái công việc đó. Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng để suy nghĩ. Nhưng mà thực tế thì 9 người 10 ý, trăm người bán vạn người mua, có nghĩa là mình không thể nào biết được là khách hàng ngoài kia người ta sẽ muốn những cái gì. Tại vì lúc mà ra ngoài đường á, người ta mở một cái quán, người ta đi ăn uống, thì trong cái lúc ăn uống là cái lúc mà khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất, sẽ cảm thấy là buông bỏ hết giáp sắt, những cái lớp bảo vệ trên người để mà tận hưởng những cái thời gian đó. Thì đối với mình là như vậy, mình vào ăn uống thì mình sẽ cực kỳ là thoải mái, nên là mình không thể nào biết được là ý của khách hàng như thế nào. Kiểu một vài người á, nó sẽ khi mà các bạn làm đủ kinh nghiệm rồi á, các bạn nhìn vô các bạn sẽ biết là người đó như thế nào. Có một vài kiểu người mà không phải lúc nào mình cũng có thể gặp được. Mình làm bưng bê thì cũng phải lâu rồi đó, nhưng mà có một số người đó, nó kiểu mỗi lần gặp là một kiểu khác nhau. Thì điều duy nhất mà mình cố gắng và luôn luôn trong đầu mình đó là không làm những điều mà mình không muốn bị đối đãi như vậy khi sử dụng dịch vụ. Mình cố gắng như vậy thôi, tại vì mình cũng không thể nào biết được là đặt mình vào vị trí của khách hàng. Nhưng mà khách hàng thì sẽ có nam, có nữ, có tuổi này, tuổi kia, có nhiều. Và khách hàng đôi lúc buồn, đôi lúc vui này kia, thì mình cũng không thể được. Miễn sao mình tránh những thứ đó là được. Những cái mà mình không muốn bị đối xử như vậy thì mình cũng đừng làm điều đó với người khác. Có một cái nữa đó là không quán ăn nào không có lãi, nó chỉ là vấn đề là ít hay là nhiều. Một cái quán ăn khi các bạn đã đưa nó vào hoạt động một thời gian rồi á, thì nó không thể nào không có lãi được. Tại vì không có lãi làm sao mà sống, không lẽ mình kiểu làm cho vui vậy, thì cái nguồn tiền ở đâu để mà mình có thể nuôi sống được bản thân mình, còn những cái nhu cầu, còn gia đình, còn bạn bè, còn xã hội kia nữa. Và đặc biệt đó là lấy công làm lời, như là cái quán hiện tại mà mình đang bưng cháo á, thì đúng là lấy công làm lời, nhưng mà mình học được rất là nhiều từ nó, từ khách hàng này, từ những câu chuyện hàng ngày, từ dịch vụ nhập hàng, phân phối hàng hóa và rất là nhiều thứ. Khi mà mình mở một cái quán nhỏ rồi á, thì cái vấn đề là mình không thể nào mà cạnh tranh được với những cái quán lớn về giá cả. Tại vì quán lớn người ta sẽ nhập nguyên liệu với số lượng lớn, đầu vào lớn, thì giá thành nó sẽ hạ xuống. Cộng thêm nữa là họ có một lượng khách rất là ổn định, họ có một cái lượng khách lớn, nên là cái chi phí của họ nó cũng sẽ biết là nó nhiều, nhưng mà chi ra thì nó sẽ không bao nhiêu. Tại vì họ nhập vô thì cái nguồn đầu vào nó cũng đã nhỏ rồi, là quán nhỏ mình chỉ nhập hàng lẻ tẻ thôi, thì mình không thể nào mà yêu cầu bên tiểu thương là giao cho mình với cái giá, với số lượng lớn như là nhà hàng lớn được. Cái chiến lược khôn ngoan mà tác giả muốn đưa tới là các bạn
đừng có cạnh tranh về giá với những cái nhà hàng lớn, mà hãy cạnh tranh về chất lượng dịch vụ. Cái nhà hàng lớn á, giá cả thì sẽ có lúc mắc lúc cao tùy vào những cái chương trình khuyến mại của nhà hàng đúng không, nhưng mà nhà hàng lớn thì nó sẽ có một cái gọi là đồng bộ với nhau, training với nhau là vô là phải chào như thế này thế kia. Nó rất là, nó hơi kiểu lễ nghi một tí, hơi kiểu rập khuôn một tí. Nhưng mà khi khách hàng đã lựa chọn một cái quán nhỏ rồi á thì giá cả là không bàn tới rồi nha, tại vì khách đã lựa có nghĩa là khách đã đồng ý với cái mức giá đó rồi. Thì điều khách muốn á, đó là một cái sự cởi mở, một sự nhiệt tình, một cái coi trọng, coi nhau như là bạn bè khi mà được tới cái quán đó và được đối đãi như vậy. Cái quán nhỏ thì nó có một cái vấn đề, đó là thực đơn. Nhiều khi các bạn có thể nấu ăn không ngon, không phải là không ngon mà là không quá xuất sắc, nhưng mà chỉ cần món ăn nó có thể tạm chấp nhận được, có ăn được và một cái thực đơn hợp lý thì quán hoàn toàn có thể đắt khách. Tại vì mình đã nói rồi, cái vấn đề mà mở một cái quán nhỏ thì cạnh tranh nhau rất là nhiều ở thực đơn và dịch vụ nữa. Khi mà thực đơn các bạn sẽ có những món đó, nhưng mà mình sẽ có một hai món gì đó nổi trội thôi đặc biệt. Có nghĩa là đụng tới quán đó, đụng tới món đó là mình sẽ nhớ tới cái quán đó, như vậy là đã thành công rồi. Cộng thêm đó là cái chất lượng dịch vụ của mình nữa, mình cố gắng phục vụ, cố gắng hết sức có thể, thì bây giờ ai cảm thấy phù hợp thì tới, không thì thôi đúng không? Mình không thể nào mà ép tất cả mọi người, ví dụ như 10 khách thì đều đồng ý với mình 10 khách được. Nhưng mà mình cố gắng phục vụ bằng cả cái tấm lòng của mình á, thì mình nghĩ là mình sẽ đạt được thành quả nhất định thôi. Một cái vấn đề nữa đó là chính mình á, khi mà mình buôn bán, mình giới thiệu món ăn cho khách, ví dụ như hôm nay có cái món gì mới không em, hoặc là anh muốn ăn món này thì món này sẽ làm cái gì. Cơ bản là trong tâm trí mình phải nghĩ là món ăn của quán mình ngon, món ăn của quán mình hợp lý, mình có thể hoàn toàn bán nó với cái mức giá này và khách hàng sẽ được lợi khi mà sử dụng cái dịch vụ, sử dụng cái món ăn này á, thì mình mới có thể bán hàng được. Các bạn để đi, khi mà các bạn đi vô một cái quán ăn rồi các bạn mua đồ, các bạn sợ ủa em hôm nay có món gì mới không, hoặc là đồ hôm nay có gì lạ không này, khi mà các bạn thấy cái nhân viên order kiểu ậm ừ suy nghĩ rồi bùng 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 là các bạn sẽ ngây liền. Thì mình phải đặt niềm tin vào nó và chính nhân viên của cái quán đó, mình phải truyền được động lực, có cái bạn nhân viên order để bạn ấy có thể đặt niềm tin vào quán, đặt niềm tin vào cái món ăn đó là nó ngon, nó hợp lý, nó sẽ là một món rất là thích hợp khi mà giới thiệu với khách hàng. Thì đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà chính bản thân mình và từ cuốn sách muốn chia sẻ cho các bạn, đặc biệt là với những bạn mà muốn start một cái dịch vụ ăn uống gì đó nhỏ nhỏ chẳng hạn, thì đây một cuốn sách khá là hợp lý. Và nếu như mà mình trả điểm thì sẽ là 9/10, tại vì nó hợp lý, nó đúng với ý của mình vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ ấn nút chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Mặc dù là mình cũng mới đi bưng cháo đây thôi, nhưng mà nếu như các bạn có thấm ý kiến gì đó về vấn đề mở một cái quán quy mô nhỏ 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 tầm 8-9-10 bàn gì đó, thì có thể bình luận ở dưới đây để chúng ta có thể trao đổi, thảo luận và chia sẻ cho nhau nhiều hơn nha. Và cảm ơn các bạn.